Dũng và anh Đại Nghĩa rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả, những vị khán giả thân thương của chương trình game show Chiếc Cần May Mắn. Sao? Bữa nay thấy ngộ hay lạ? Sao lạ lạ? Bình thường thấy Dũng là mặc đồ rất là bụi bặm, ngầu ngầu, áo thun rồi kia thôi. Bữa nay mặc áo vest vô, coi như là đồ ra đồ, người ra người vậy. Nói chung là mình lơm, đổi sờ tay chút này, nhìn nó mới lạ. Đúng như thế, anh em mình hôm nay chúng ta nhìn rất là lịch lãm, rất là cá tính, mà không hề cá biệt. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã mang đến niềm vui cho tất cả mọi người, đặc biệt là trong chương trình Chiếc Cần May Mắn. Vì thế chúng ta cũng phải thay đổi liên tiếp để mọi người luôn luôn bất ngờ với chúng ta. Và điều quan trọng là mọi người phải nhớ đến anh em mình. Đúng vậy. Và mọi người cũng sẽ phải nhớ đến chương trình của chúng ta nhiều hơn. Ngày hôm nay thì chắc chắn rằng chúng ta thấy đó, có rất nhiều những quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Nhưng mà luật chơi thì chỉ có 3 đội chơi mà thôi. Vì vậy chúng tôi đã phải làm một cái cuộc mà bốc thăm, bỏ phiếu, bình chọn, cũng cắn rứt lương tâm, cũng ái nấy ghê gớm lắm. Lấy người này mà bỏ người kia, người ta cũng nói mình, đúng không? Buồn da giết lắm. Đúng rồi, nhưng mà không lẽ giờ chọn hết cả phim trường thì đâu có được. Sau một hồi đắn đo, suy tính, bốc thăm, lựa chọn may mắn, cuối cùng chúng tôi đã chọn ra được 3 đội chơi. Đầu tiên xin được chúc mừng đội chơi của bạn Nhan Thanh Toàn và Nguyễn Thị Thanh Bạch. Vâng. Và tôi xin chúc mừng đội chơi tiếp theo của đội bạn Trần Bửu Khoa và Nguyễn Vũ Bảo Hà. Đội chơi may mắn cuối cùng trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là đội của bạn Thanh Nguyên và Thúy Vi. Chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui của những người được chọn một cách may mắn và ngẫu nhiên khi đến với chương trình Chiếc Cần May Mắn. Còn bây giờ thì xin mời cả 3 đội chơi chúng ta cùng tiến lên sân khấu nào. Xin mời các bạn. Trời ơi, đội nào đã đi với một cái tinh thần hưng phấn, hấn chấn, rất là hăm hở để đến với chương trình, phải không ạ? Trong số 3 đội chơi ngày hôm nay thì chúng ta cũng nhận thấy rằng đội chơi của Thanh Toàn và Thanh Bạch cũng là hai gương mặt khá quen thuộc trong những bộ phim truyền hình. Vậy thì bây giờ xin mời hai bạn hãy giới thiệu về đội của mình đi nhé. Lời đầu tiên cho xin đội Tí Hon xin phép được trời ơi khoan. cái gì nói lại giùm nghe coi. Dạ, đội em tên là đội Tí Hon. Trời ơi đây mà Tí Hon chắc tôi xì châm quá hả. Đứng cao hơn tôi cái đầu mà kêu Tí Hon. Dạ, trước tiên là xin chào anh Đại Nghĩa, bạn Quốc Dũng và tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Mình tên là Thanh Toàn. Sinh ngày 1 tháng 11 năm 1986 tại Cà Mau. Có chiều cao hơi khiêm tốn một chút xíu, 1m80. Còn đây là bạn chơi của mình. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Thanh Bạch. Em cao 1m62 và hôm nay rất vui khi đến trường quay. Và hy vọng là đội của em sẽ mang đến những tiếng cười cho tất cả quý vị khán giả ở đây. Vui rồi đó. May mắn để em trúng quà về nhà. Đầu tiên thấy vui rồi đó. Đi thi chứ cơ may mắn mà làm cho thi người mẫu qua hậu rồi đó. Giới thiệu chiều cao thiếu điều là nói luôn số đo 3 vòng đó. Mà này 3 vòng như nhau. Từ trên xuống dưới. Vậy là đội Tí Hon đúng không? Dạ. Tí Hon mặc dù không hề Tí Hon một chút nào cả. Không sao cả. Đó là cái tên mà các bạn thích. Chắc có lẽ gắn liền với một cái kỷ niệm nào đó hay sao? Hay là một cái sự em với anh Toàn trước khi mà đến phim trường á thì thống nhất với nhau thôi, hay mình lấy tên Tí Hon đi. Để giống như là làm cái động lực cho mình á, là dù có to lớn thế nào nhưng mà ở trong cái tập thể to rộng như vậy á thì tụi em vẫn rất là nhỏ bé, để động lực để mà mình cố gắng vậy đó. Nhưng chúng ta Tí Hon nhưng mà chúng ta làm những cái việc mà nó khổng lồ trong một cái tập thể lúc nào cũng nhỏ bé thì nó mới hay chứ, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng làm quen với đội số 2 của Thanh Nguyên và Thúy Vi. Đội Nhân Mã xin thân ái kính chào tất cả quý vị và các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyên, chưa có bạn gái. Hiện nay công việc của mình là mình đang phụ trách tổ chức sự kiện freelance, và hôm nay rất là vui khi đến với chương trình Chiếc Cơn May Mắn. Và hy vọng rằng là đội Nhân Mã của mình với slogan là nhân đôi số điểm, mã đáo thành công sẽ may mắn trong ngày hôm nay. Bên cạnh mình là bạn Thúy Vi. Và xin chào các quý vị khán giả. Vi là hiện tại Vi đang làm tại tập đoàn Iceline, thuộc tập đoàn của Mỹ. Và cái tình trạng của Vi hiện bây giờ là đang là một mẹ một con và hết rồi đó. Chỉ vậy thôi đó. Vâng, đến phần giới thiệu của đội bạn. Xin kính chào tất cả quý vị và các anh chị có mặt tại trường quay Chiếc Cần May Mắn ngày hôm nay. Mình tên là Nguyễn Vũ Bảo Hà, mình hiện là nhân viên văn phòng. Hôm nay mình đến với chương trình với mong muốn là được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm với hai đội chơi và các anh chị có mặt hôm nay. Bởi vì mình là người phụ nữ, sau này mình cũng có gia đình và mình cũng mong muốn là một người nội tướng trong gia đình để lựa chọn những cái mặt hàng tiêu dùng phù hợp với gia đình. Và đây là người bạn đồng hành chơi với mình, anh Khoa.
Xin kính chào quý vị khán giả xem truyền hình. Mình tên là Trần Vũ Khoa, hiện là mình là nhân viên kinh doanh. Rất mong được sự cổ vũ của tất cả quý vị và cả ba đội chơi. Và đội mình lấy tên là Hoàn Hảo. Ở đây mình Hoàn Hảo, tức là Hoàn Hảo trong sự chia sẻ kinh nghiệm với tất cả các anh chị và quý vị có mặt hôm nay. Và Hoàn Hảo trong cách lựa chọn hàng tiêu dùng cho gia đình mình trong tương lai. Và đó là lý do mà đội mình chọn cái tên là Hoàn Hảo. Vâng, rất mong được sự ủng hộ, cổ vũ của tất cả các anh chị ạ. À, lẽ ra thì chị phải nên lấy cái tên là nữ tướng đúng hơn. Cái cách chị trình bày, cái cách chị sắp xếp ý tưởng của chị rõ ràng thể hiện một cái người phụ nữ rất là quyết đoán trong công việc nè, rất là tự tin, rất là bản lĩnh trong cuộc sống. Và hy vọng rằng với những cái đức tính đó cộng thêm sự hỗ trợ của anh Khoa thì đội của chị cũng sẽ thật là hoàn hảo trong chương trình Chiếc Cân May Mắn nha. Bây giờ chúng ta một lần nữa hãy cùng nhìn ngắm lại cả ba đội chơi. Đầu tiên là đội Tí Hoàng. Đội thứ hai Nhân Mã. Và đội thứ ba Hoàn Hảo. Một tràng pháo tay thật to nữa được không ạ? À, cảm ơn mọi người. Tình hình rất là tình hình nữa. Tình hình các ba đội rất là sung. Anh em mình phải sung. Bây giờ bắt đầu cái sự sung này là vô vòng thi đầu tiên luôn. Đúng vậy, sung là để người chơi sung thôi. Chứ mình đừng có làm quá, người ta kêu làm lố. Anh bị ảnh hưởng, anh bị lay, anh bị lay. Rồi thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đầu tiên mang tên Chiếc Hộp Bí Mật. Dạ, thay mặt cho MC, em xin chào mừng quý vị khán giả. Làm gì? Trời ơi, nhạc đang sung nhảy quá rồi, nhảy vô tự nhiên cái gì rồi, kinh thường quý vị khán giả, làm gì sùi lơ vậy? Phải anh, sao không, anh không, hồi nãy em làm, em nói anh kêu em làm lố, thế giờ em giảm cái sự lố lại, giờ kinh thường. Không, nó nghe nè, em cái gì em cũng lố hơn người ta, em sung cũng sung lố, mà em xìu cũng xìu lố hơn người ta nữa. Ở cái mức trung bình được không? Thôi đứng im đi, anh nói cho. Đó, vậy mới là bình thường nè. Và kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đến với vòng thi đầu tiên mang tên Chiếc Hộp Bí Mật. Đó, bình thường ghê chưa? Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhìn thấy đó, cũng lỗ nữa thấy không đó. Ở đây chúng ta có tất cả là 3 chiếc hộp. Bên trong nó có những sản phẩm chưa ai biết là gì nên mới có tên là Chiếc Hộp Bí Mật chứ. Và trong vòng 1 phút các đội chúng ta sẽ phải nhấc cả chiếc hộp này lên và đoán xem trọng lượng của nó là bao nhiêu. Các bạn hãy nhớ nha, đoán mà chỉ cần sai 100 gram chúng ta sẽ bị trừ đi 100 điểm. À, để cổ vũ tinh thần cho cả ba đội chơi và anh em chúng tôi quyết định tặng cho mỗi đội là 5.000 điểm. Vâng, xin mời hai cô gái xinh đẹp. Các ba đội lưu ý, số điểm này sẽ tăng lên hay là tụt xuống tùy theo vào khả năng phán đoán trọng lượng của các đội. Hãy cố gắng. Đây, đội Nhân Mã giống như là cấp vốn cho các bạn rồi đó, 5.000 điểm. Đội Hoàn Hảo 5.000 điểm. Và đây là đội Tí Hoàng 5.000 điểm. Và bây giờ thì mỗi một đội hãy cử một đại diện qua bên chiếc bàn bên này thử những cục tạ đó. Không phải tập cho nó có chuột đâu nghe, mà thử để mình quen với cái sức nặng như thế nào, về mình đoán chiếc hộp này dễ dàng hơn. Thông thường thì các chàng trai hay xung phong làm nhiệm vụ này lắm, nhưng mà hôm nay mình muốn có một cái sự thay đổi. Mời ba bạn gái đi nha. Bây giờ thời gian 1 phút sẽ dành cho các bạn để các bạn nâng chiếc hộp này lên và đưa ra những ý kiến thảo luận với nhau để cuối cùng có một kết quả duy nhất. Thời gian bắt đầu. Bưng nguyên một cái, bưng nguyên một cái, bưng nguyên một cái. Đang xem phần ý kiến nha. Không, không, mình được là bao nhiêu. Thấy đàn ông ở đây ga lăng nghe chưa? Thời gian kết thúc nha các bạn. Bây giờ thì tôi muốn biết câu trả lời từ phía đội Nhân Mã. Sau khi nâng chiếc hộp này lên xong, các bạn cho rằng chiếc hộp này nặng bao nhiêu ký? Sau khi mà cầm, đoán thì đội Nhân Mã quyết định là cái đội này khoảng... Cái số đo vật vả của nó là 7 ký. 7 ký vật vả? Trời ơi, trời, 7 ký vật vả thôi đó hả? Số 8 đẹp hơn. Thôi kệ, vậy đi. Qua số 9 đi cho nó hơn. Bảy nổi. Bạn nổi không? Chắc nổi. Không? Kệ, không nổi. Là... bạn chìm. Hay là nổi lên bình luôn á. Chín là nổi lên đền á. Bảy nổi bảy chìm, chín lên đền á. Rồi. Thôi, quyết định. Thôi giữa đi. Rồi. Tám đi. Tám. Trời ơi. Tưởng sao lên lên con ký hà tiện thấy sợ luôn vậy đó hả? Thử coi cái hộp này là gì mà 8 ký đó.
8 kg phải không? 1, 2, 3. Trời đất ơi. Rồi 8 luôn. Bên trong chiếc hộp bí mật gồm có 2 gói cà phê Bixi 3 trong 1, 1 gói bột giặt Wow, 1 bịch tạ giấy Bobby Fake, 2 chai dầu gội đầu Bixi. Và tổng trọng lượng chiếc hộp bí mật là bao nhiêu? 8 kg. Chắc chi hai quá. Nói là bao nhiêu? 8. Trọng lượng chiếc hộp bí mật là 12 kg. Có số 2. Trời ơi. Nghĩ sao bưng cái hộp bự chà bá như vậy nè. Có nặng chình chịch như vậy nè. Nói 8 kg xong rồi còn nghĩ bụng là chia 2 còn 4 kg. 8 kg là con số sai lệch quá lớn so với cái số chính xác của nó. Các bạn sai lệch tới 4 kg, các bạn bị trừ đi 4.000 điểm. Rất là không tiếc. Chưa chưa mình còn hai đội bên đây có tình hình sao? Hồi nãy người ta đáng ít lắm đó, cẩn thận. Dạ. Là bình thường á, em cũng không có khiên nổi nhiều. Tại vì em thường thì gạo nhà mua về em đâu có khiên nổi đâu. Nên là em nghĩ là em chỉ khiên cũng tầm khoảng 10 kg đổ lại hà, không có nhiều mà khiên nổi nãy em trên nổi. Mà em thích số 9 nên em nói ảnh chọn số 9. Chúng ta cùng mở thử xem chiếc hộp bí mật số 2 này bên trong nó có cái gì. Chúng ta thấy có 1 chai nước lau sàn hương hoa xuân, 10 gói phở gà Big C, 1 bộ ráp gối Big C. Và tổng trọng lượng chiếc hộp bí mật số 1 này là 5 kg. Trời đất ơi. Chưa tới. Trời ơi, sao hôm nay mấy quan dễ sao? Mấy bà nội trợ nè. Cho số hà tiện quá. 10 kg. Ta đâu chọn 10 kg. Các bạn đưa ra con số sai lệch 1 kg, các bạn bị trừ đi 1.000 điểm. Đội Tí Hon, các bạn hãy cho chúng tôi biết các bạn đưa ra con số mấy. Chiếc hộp bí mật này nặng bao nhiêu kg? Cô mày nói lẹ lên. Rút cái hết giờ, lẹ lên. Dạ. Lúc nãy em được thử 2 cái cục tạ kia thì 9 kg. Em không có cố gắng lắm nhưng mà cái này em hơi khó khăn chút xíu cho nên là bao nhiêu? Lên vài ký. Và bao nhiêu? Vài là bao nhiêu? Lẹ lên, lẹ lên. 12 hoặc là lẹ lên, lẹ lên. 11. 11 kg. Chắc chưa? Hay anh làm em. Tại vì hết giờ để tính toán rồi. 11. 11 kg. Chắc không đủ quá. Hai, bên trong chiếc hộp số 3 là 1 chai nước xả vải hiệu Comfort, 4 bịch nuôi Big C, 1 mũ bảo hiểm Chita, 1 chai dầu đầu Sun Seal. Và tổng trọng lượng chiếc hộp số 3 là nhiêu? 8 kg. Em thấy cái này nó nặng hơn cái kia mà. Tổng trọng lượng chiếc hộp số 3 là 11 kg. Chúc mừng các bạn đã đưa ra đáp án hoàn toàn chính xác và các bạn bảo toàn được điểm số của mình. Vậy là chúng ta đã biết kết quả của vòng thi đầu tiên. Đội Nhân Mã bị trừ đi 4.000 điểm, các bạn chỉ còn có 1.000 điểm mà thôi. Đội Hoàn Hảo, các bạn bị trừ đi 1.000 điểm, còn 4.000 điểm. Và đội Tí Hon vẫn giữ được 5.000 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Anh có một và khích lệ nào đó, có một khích lệ nào đó. Tất cả những sản phẩm có trong chiếc hộp bí mật này cũng là phần quà mà chương trình dành tặng cho các bạn. Anh ơi, hả? Bây giờ thì em thấy tất cả các đội đều rất là vui. Vui cái gì mà vui? Cái đội Nhân Mã đã thấp điểm, thấp chấm mà vui cái gì? Nhưng bây giờ chúng ta phải cho họ thêm một cơ hội. Biết là họ gỡ lại điểm số những gì mà họ đã mất thì sao? Dạ. Đúng không nào? Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai mang tên Thử Tài Cân Đúng. Đón tour sang cùng hàng chất lượng tại Bixi từ 10 tháng 9 đến 30 tháng 9 2013. Quy tụ hàng nghìn sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao với giá siêu khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi đặc biệt cho bé yêu để mẹ yên tâm mua sắm với giá rẻ. Khuyến mãi đa dạng sản phẩm giúp chăm sóc bé yêu nhà bạn. Bixi, giá rẻ cho mọi nhà. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả. Những vị khán giả thân thương của chiếc cân may mắn đã đến với vòng 2 được mang tên Thử Tài Cân Đúng. Ở vòng 2 này chúng ta thấy có 3 quả cân. Bên trong mỗi quả cân có một cái yêu cầu mà chương trình đề ra cho các đội.
đội của Thanh Toàn và Thanh Bạch, đội Tí Hon, các bạn có điểm số cao nhất cái vòng thi đầu tiên. Các bạn được quyền tìm cho mình một vị trí đứng mà các bạn cảm thấy là mình thích. Lúc nãy đội em chọn số 3 là cao nhất trong 3 đội rồi. Bây giờ tụi em cao điểm quá rồi, quyết định nhường lại một số điểm cho các bạn. Cho nên đội em chọn số 2. Các bạn chọn số 2. Và đội Hoàn Hảo, các bạn chọn vị trí số mấy? Dạ, tại vì bên đội đã chọn đội của em là đội số 2 rồi, thì em sẽ hoán đổi là em sẽ chọn đội thứ 3. Chọn đội số 3. Như vậy là đội Nhân Mã vẫn ở vị trí số 1. Mời ba đội tiến đến vị trí mới của mình. Ở vòng thi này chúng ta chỉ có 2 phút để các bạn thực hiện yêu cầu mà chương trình chúng tôi đề ra. Mời đội Nhân Mã hãy mở quả cân này lên nha. 1, 2, 3, and... Để xem. Chương trình yêu cầu đội Nhân Mã phải mang về tổng trọng lượng là 26kg. Trong đó phải có 1 sản phẩm thuộc ngành hàng điện máy, 3 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm và 3 sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. Các bạn nhớ chưa? Chỉ có 2 phút để các bạn thực hiện những yêu cầu này của chương trình. Thời gian bắt đầu. Nhanh lên. Bắt đầu rồi. Trời ơi, một phút rồi. Một sản phẩm thuộc ngành hàng điện máy. 26kg. Có 26kg thôi nha, cái đó nặng lắm à. Nè, điện máy bên đây nè, TV nè, âm ly nè, loa nè, đầu DVD nè. Rút ra một tờ nha. Rồi 3 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm như này. Cầm thử ra bao nhiêu? Rồi cộng nha, một người lấy là một người cộng. Nhẩm tính. Lấy một tờ thôi. Nhẩm tính là bao nhiêu ký rồi? 3 sản phẩm thực phẩm được đó nha. 3 thực phẩm được. Nó nhẹ lắm à. Phải cầm thử xem nó là khoảng bao nhiêu ký để mình cộng lại cho dễ hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, 3 sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm bên này. Cộng lại nha, phải có một người cộng lại. Nhẩm lại. Lấy rút. Một tờ. Không có ký đâu. Sản phẩm nữa. Trên đồng đồ đếm cho kỹ. Không, bên này có nồi cơm điện. Sắp hết giờ rồi nha các bạn, nhanh lên nào. Hai mươi sáu ký mà các bạn mang về khá là nhiều. Chưa có đội nào phá sản nhiều như đội tôi. Nồi cơm điện Super, bộ nồi hợp kim nhôm Big C, bột giặt Big C 3 tác động, bột giặt máy Big C 3 tác động, nước rửa chén diệt khuẩn Big C, bánh quy Big C, dầu ăn Big C, TV Samsung, nước khoáng Lavi. Trời, em thấy cái đội Nhân Mã thích Big C lắm. Bởi vì tiêu chí Big C là sao? Giá rẻ cho mọi nhà nên mình lấy hàng Big C khắp. Cái vấn đề là cái đội này là giờ là nghèo nhất nè. Mà mua hào phóng nhất nè. Mua là phóng tay mạnh nhất nè. Một lát nữa chúng ta sẽ biết kết quả như thế nào. Chúng ta đến với đội Tí Hon. Vâng, xin mời hai bạn đặt tay lên chiếc cân. 1, 2, 3. Nhẹ nhàng thôi. Ôi. Rồi chúng ta cùng xem. Xin chúc mừng bạn, đây là quả cân may mắn. Bạn nhận được một cái ba lô cao cấp. Yêu cầu các bạn có mang về 26kg. Trong đó có 3 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm. Viết lại 26. 2 sản phẩm thuộc ngành hàng gia dụng. 1 sản phẩm thuộc ngành hàng điện máy. Trọng lượng là 26kg. Thời gian 2 phút bắt đầu. Nhanh lên bắt đầu rồi. Cái nào là 2 thực phẩm đó. Đây, bên đây. Lấy không? Lấy thì đút. Thêm nữa. Nhớ anh bao nhiêu ký rồi? Gia dụng ở đây. Ở đây. Lấy không? Bạn có chọn không? Hai gia dụng lận. Bạn cứ thử lấy xem nhắm bao nhiêu ký. Cái lọ sắt. Rồi lên một cái nữa, cái thực phẩm này. Đứng ra nhắm thử bao nhiêu ký nha. Rồi
rồi. Thử xem thơ bài có làm sao. Đủ kiểu chưa? Đủ số kiểu chưa? Đủ số kiểu chưa? Đủ lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Lấy Dương, lấy Dương. Em lấy Dương. Tivi nhỏ kìa, tivi nhỏ. Tivi nhỏ kìa. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Lên này đi. Đây là cầu tivi nhỏ nè. Cầu tivi nhỏ nè. Nếu mà sợ Dương ký. Đồ trước đi. Để coi các bạn mang về những sản phẩm gì nha. Một bếp ga Suzumi. Một lò vi sóng LG. Một nước mắm tỏi ớt thương hiệu Bixi. Hạt nêm Bixi. Nước khoáng Lavi. Và đầu VD thương hiệu Wow. Sao mặt bạn hoang mang? Có một sự hoang mang đâu đây? Không sao cả, chúng ta cứ chờ một chút xíu nữa chúng ta sẽ biết ngay kết quả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái sự tính toán kỹ lưỡng của Thanh Bạch đây thì nếu có lố thì không có lố nhiều đâu, yên tâm nha. Chúng ta đến với đội hoàn hảo nào. Mời hai người, chúng ta hãy đặt tay lên quả cân này, nhẹ nhàng dở nó lên. Để bài yêu cầu đội của các bạn như sau. Trọng lượng mang về là 26kg, dẫn trong thời gian là 2 phút. Sản phẩm yêu cầu tối thiểu cần phải có: một sản phẩm thuộc ngành hàng gia dụng, 4 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, 2 sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu! Nhanh lên! Nhanh lên! 1 sản phẩm, 2 hóa mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm bên đây, hóa mỹ phẩm, phẩm bên đây, hóa mỹ phẩm bên đây, 2 hóa mỹ phẩm. Chị chọn không? Chọn thì rút cái, rút tờ giấy ra, rút tờ giấy ra. 4 thực phẩm. Cái giờ anh cho một phiếu đó, lên một phiếu thôi. Chị chọn thì rút giấy, rút giấy ra, chọn rút giấy. Nhất lên thử xem đó. Dở lên cho anh chị. Rồi. Rồi, chị có thể bất kỳ sản phẩm nào đó. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Các bạn có thể lựa chọn thêm những sản phẩm gia dụng ở đây. Nè, tivi nè, lấy một cái mà thôi. Có thể xin lấy thêm một cái lò nữa. Cộng lại xem đủ 26 ký chưa, sắp hết giờ rồi nha các bạn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Cơ hội không bỏ ra bước. Nhanh lên, 5, 4, 3, 2, 1. Tuyệt vời. Những sản phẩm mà đội hoàn hảo mang về gồm có dầu ăn Bixi, bột giặt Omo, bột giặt Bixi 3 tác động, nồi cơm điện Super, nước khoáng Lavi, trà lại Bixi, TV Toshiba. Yêu cầu chỉ mang về 26kg thôi. Các bạn mang về những đây là tôi thấy đã tương đương rồi. Nãy Bảo Hà mà còn đòi để thêm cái máy giặt nữa là chắc lên tới cái 100kg đó. Tại em quên là cái LCD. Em chúng nghĩ đâu. Rồi. Chúng ta cùng chờ đợi trong giây lát để biết kết quả của ba đội chơi nha. Đón thu sang cùng hàng chất lượng tại Bixi từ 10 tháng 9 đến 30 tháng 9 2013. Quy tụ hàng nghìn sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao với giá siêu khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi đặc biệt cho bé yêu, để mẹ yên tâm mua sắm với giá rẻ. Khuyến mãi đa dạng sản phẩm giúp chăm sóc bé yêu nhà bạn. Bixi, giá rẻ cho mọi nhà. Thưa quý vị, hiện nay thì Đại Nghĩa đang cầm kết quả trong tay. Chúng ta hãy cùng xem thử các đội mang về tổng trọng lượng là bao nhiêu ký, có gần bằng hoặc là bằng với trọng lượng mà chúng tôi yêu cầu hay không. Đầu tiên sẽ là đội Nhân Mã. Yêu cầu các bạn mang về 26kg. Các bạn mang về rất nhiều mặc dù túi tiền không có bao nhiêu. Chia bỏ lên cân thì tất cả là 30,6kg. Lỗ 4,6kg. Đội Tí Hon. Yêu cầu mang về 26kg. Các bạn tính toán rất là có chừng mực. Cho nên con số khi chúng tôi cân lên là 25,4kg. Chênh lệch chỉ có 0,6kg mà thôi. Đội Hoàn Hảo yêu cầu 26kg và các bạn cũng may là không lựa cái máy giặt. Cho nên cuối cùng trọng lượng là 25kg, chênh lệch 1kg.
Như thế là đội Tí Hon có sai số nhỏ nhất. Các bạn được cộng 1.500 điểm, nâng số điểm lên thành 6.500 điểm. Đội Hoàn Hảo sai số ít tiếp theo được cộng 1.000 điểm, nâng điểm số lên thành 5.000 điểm. Và rất tiếc, đội Nhân Mã các bạn lại có cùng, giống như cùng mạng, cùng cung với tôi. Tôi cũng cung Nhân Mã đây nè. Tôi thấy bạn rớt tôi cũng buồn ghê lắm, nhưng mà biết sao giờ, điểm mình thấp nhất mà. Thôi mời hai bạn đến đây nhận quà đi. Nhân Mã sao? Đi trước về trước. Hay quá, Nhân Mã đi trước về trước. Trước sau gì cũng đi. Tôi đi trước nè mà là người về cuối cùng không đó. Sẽ có những phần quà dành cho hai bạn đội Nhân Mã. Xin mời. Những phần quà dành cho đội Nhân Mã gồm có một nồi cơm điện Super, một đầu DVD thương hiệu Wow, một vali Travelsia size M, hai chai dầu đậu nành Big C, hai chai nước lau sàn List đuổi côn trùng, một kiện kem đánh răng Big C, một kiện bánh quy top cake khoai môn. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Chỉ Cần May Mắn. Làm gì vậy? Ai ghẹo em? Không có ai ghẹo em hết. Tự nhiên em thấy mặc đội Nhân Mã mà cùng mạng với anh. Ta đi về sớm, tự nhiên em chợt nghĩ em chợt không. À, ý là muốn anh đi về luôn á, phải không? Em buồn tại vì biết sao, đội Nhân Mã có thể như là lần đầu tiên chơi nên còn run. Em ơi, ở đây không có ai mà chơi lần thứ hai hết trơn á. À, em quên. Tất cả mọi người đến đây đều là lần đầu tiên cả. Vì thế không có buồn ha. Người ta về người ta vẫn có quà kia mà. Vẫn còn hai đội chơi đây, mình phải vui lên nè. Lố nữa, lố nữa. Vui em một cách chừng mực thôi, để tiếp tục đến với họ nữa chứ. Nhưng mà trước tiên đến với khán giả có mặt tại trường quay. Đúng ở rồi. Phần thi dành cho khán giả. Quý vị khán giả cũng đã thấy rồi đó, trên tay Đại Nghĩa là một cái đầu DVD karaoke hiệu Agnos. Và Đại Nghĩa đố tất cả quý vị khán giả đã có mặt tại trường quay, cái đầu DVD karaoke này nặng bao nhiêu? Bao nhiêu nào? À, mời anh áo xanh ở trên cao. Dạ đúng rồi. Mình tên là Lê Khánh Di, hiện tại mình là sinh viên. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình xin đoán trọng lượng của cái đầu đĩa là 3,5 kg. 3,5 kg đó là ý kiến của bạn Duy. Còn ai nữa không ạ? Còn ai ạ? Dạ, xin mời cô. Mời cô. À, mình xin chào tất cả mọi người nha. Mình tên là Kim Thúy, hiện đang sống ở Thủ Đức. Mình là diễn viên. Mình muốn coi như là đoán cái đó độ khoảng 2,7 kg đi. 2,7 kg. Dạ, cảm ơn cô. Thêm một khán giả nữa. À, ai đây. Bên nào? Bên nào cũng nhiệt tình quá rồi. Thôi mời bạn gái. Bạn gái ở trên cùng đó. Đó, tóc vàng đó đó. À, em tên là Minh Nhật, hiện em đang là sinh viên năm 2. Em xin đoán cái đó là 5 kg. 5 kg. Chà, trời ơi, nếu mà 5 kg thì sao mà tôi khỏe dữ trời. Chúng ta chỉ có 3 vị khán giả mà thôi. Và 3 vị khán giả đưa ra 3 con số khác nhau. Xin nói cho mọi người biết ngay rằng cái đầu DVD karaoke hiệu Agnos này nặng 2,5 kg. Xin chúc mừng cô. Cô đã đưa ra con số mà sai số nhỏ nhất. Chương trình Chỉ Cần May Mắn có một phần quà dành cho cô ạ. Quý vị khán giả thấy đó, những người đến chơi tại trường quay rất là vui. Họ có những phần quà thật là dễ thương từ chương trình. Thế còn chúng ta, những người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ cũng sẽ có những niềm vui như thế, và cũng sẽ có những phần quà dễ thương như thế nếu như quý vị cùng trả lời một câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Câu hỏi kỳ này, ca sĩ Tràng Phát đã mua các loại mỹ phẩm có trọng lượng là bao nhiêu? Đáp án A 5 kg, đáp án B 6 kg, đáp án C 7 kg. Hãy nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp
CCMM khoảng trắng đáp án và gửi về tổng đài 6566. Ba vị khán giả có đáp án đúng và được quay số ngẫu nhiên sẽ có cơ hội nhận được những phần quà rất giá trị của ban tổ chức. Kết quả sẽ được công bố vào thứ bảy tuần kế tiếp trên Today TV. Mọi chi tiết truy cập website www.todaytv.vn. Đón Tu Sang cùng hàng chất lượng tại Pepsi từ 10 tháng 9 đến 30 tháng 9 2013, quy tụ hàng nghìn sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao với giá siêu khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi đặc biệt cho bé yêu để mẹ yên tâm mua sắm với giá rẻ. Khuyến mãi đa dạng sản phẩm giúp chăm sóc bé yêu nhà bạn. Pepsi, giá rẻ cho mọi nhà. Vâng, chiếc cân may mắn đã trở lại với chúng ta với vòng đặc biệt được mang tên Sự Cân Bằng Hoàn Hảo. Các bạn thân mến, ở vòng thi này chúng ta sẽ có 3 phút để mang về những sản phẩm. Các bạn phải tính toán làm sao mà trọng lượng những sản phẩm đó nó phải ngang bằng với trọng lượng của bạn nữ đội kế bên đang cùng chơi với chúng ta. Vậy thì bây giờ xin mời hai bạn nữ chúng ta cùng đến với chiếc cân này trước để mình cân thử xem mình bao nhiêu ký nha. Thanh Bạch. Xin mời hai bạn nữ. Mời Thanh Bạch. Yeah. 44,62 kg, mình làm tròn là 45 kg. Cảm ơn Thanh Bạch. Chà, một lần. Đứng im. 52,38, 39, 40 gì đó, mình vẫn giữ là 52 kg. Cảm ơn Bảo Hà nha. 52 kg. Đây là các bạn đã biết trọng lượng mà chúng tôi yêu cầu các bạn sẽ mang về với đội Tí Hon sẽ là 52 kg. Và với đội Hoàn Hảo sẽ là 45 kg. Đội Tí Hon điểm số cao nhất ở vòng trước, các bạn sẽ phải đến với vòng thi này đầu tiên. Chúng ta đặt quyền sai số trong vòng 3 kg nhé. Thời gian chỉ có 3 phút mà thôi. Thời gian bắt đầu. Đây là 30. 52 kg nha các bạn. 52 kg là V3. Chọn V3. Chọn xong rồi bạn bưng cái vòng cái lò này ra kia luôn. Hết TV đi. Máy bụi. Máy bụi Philips, mang ra luôn. Bưng ra luôn. Máy hút bụi, bưng máy bụi. Hết TV không? TV. Rút tờ giấy lên. Nâng thử TV lên xem nhắm khoảng bao nhiêu ký. Một cái... 52 ký thôi nha. Lấy cái này đi. Cái này. Em thấy cái này cũng nặng nè. Nhẹ lắm. Đầu DVD nè, lấy cái này luôn hả? Rút giấy vô, Đầu DVD này đẹp nè. Rồi. Mang đầu DVD ra luôn. Rồi, cái này chị dẫn. Khoan nha. Ba ngủi nhẹ lắm. Lấy cái bộ ra. Ok. Cái này thôi hả? Hay bếp từ nè, bếp từ cũng nhẹ nè. Lấy bếp. Bếp từ nè. Nâng cả cái bếp cái nồi lên luôn, cả bếp cả nồi luôn. Rồi, đủ rồi anh ơi. Lấy luôn bộ ra đúng không? Dạ, lấy bộ ra. Lấy luôn đi, rồi đủ rồi. Được một cái là các bạn có số ký nó khá lớn, tới 52 ký lận, mà mình có chênh lệch trên dưới 3 ký trong vòng 3 ký nữa. Vì thế thì khi thấy các bạn cũng mua sắm phóng tay lắm. Chúng ta xem nha. Một bộ ráp giường Big C. Máy hút bụi Philips. Máy giặt Toshiba. TV TCL. Có mấy cái hút bụi em quên. Lò vi sóng LG. Đầu DVD thương hiệu Wow. 3, 6, 3, 6. Bếp nướng ga điện từ Namilus. Bếp điện từ Wow. Khá nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ không vượt quá cái số ký mà chúng tôi quy định. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ sẽ là phần thi của đội chúng ta. Từ từ bình tĩnh. Thấy đội Hoàn Hảo lúc nào cũng nôn nóng mang những phần quà giá trị về cho gia đình của mình. Nhưng mà cần phải bình tĩnh để mình lựa chọn, mình tính toán xem sản phẩm nào mình nhắm chừng bao nhiêu ký để mình không vượt quá số ký quy định các bạn nha. Chúng ta là 45 ký. Thời gian 3 phút bắt đầu. Cái nào? Rồi, rút tờ giấy. Rút tờ giấy. Rồi, cái tivi này. Anh tự bưng. Rút rồi bưng. Rồi cái điện mang ra ngoài đó luôn.
Nè, bếp bằng ủi luôn hả? Phẩm là lấy giấy luôn. Bàn ủi đi, phải cầm bàn ủi ra. Cầm giấy bàn ủi ra. Lấy một chút. À đủ hả? Đúng, tầm là 59. 59 cái này nhiêu? Hai là 41. 41 này, 44. Hết rồi, bàn ủi đây là 44 với ủi 44. Nói chung là thẳng tầm đấy. Đúng rồi. Mặc dù thời gian vẫn còn nhưng các bạn cũng đã quyết định kết thúc phần thi của mình. Dư 3 ký thôi, không phải là dư nữa mà là trong vòng sai số 3 ký thôi. Nha, chúng ta cùng xem. Nước khoáng La Vi. Lần đầu tiên tôi thấy ở cái dòng thi này mà người chơi mang nước khoáng về. Bàn ủi, wow. Nồi cơm điện Super. Tủ lạnh Toshiba. TV Samsung. Không nhiều nhưng mà chất lượng. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng hai đội Hoàng Hảo và Tí Hon lên cân. Chúng ta đang đến với phần cân sản phẩm của đội Tí Hon. Các bạn có tất cả là 52 kg. Và các bạn mang về cũng khá nhiều sản phẩm. Sao vậy Thanh Bạch? Nãy thấy tự tin lắm mà sao giờ ủ rũ rồi? Em ghi nhiều số quá cho nên lát hồi em cộng lại nó tùm lum. Bởi vậy mới nói đi mua sắm cũng cần phải bình tĩnh. Bình tĩnh mình cân đo đong đếm coi các sản phẩm mình mang về nó có cần thiết hay không, nó có phù hợp với túi tiền của mình hay em không. Em chỉ hy vọng là đừng vượt quá cái số 3 kg mình chương trình cho. Rồi bây giờ để muốn biết là chúng ta có vượt hay không, mà nếu như có vượt thì là vượt bao nhiêu, thì xin mời Bảo Hà. Vượt 2 kg 9. 2 kg 9. Các bạn nghĩ rằng cái sản phẩm mà các bạn mang về sẽ nặng hơn hay là bên chiếc cân của Bảo Hà nặng hơn? Em nghĩ nó sẽ xích 55. Chắc trong vòng 53 đến 55. 55. Mà bên nào nặng hơn? Cái của em nặng bên, hơn. Bên em nặng hơn chút. Vậy thì bây giờ có cách nào làm cho Bảo Hà mà tăng ký đột ngột không? Em mời chị uống nước á anh. Nè, chúng ta hãy cùng nhìn chiếc cân của chúng ta nha. Đang có một màu xanh lợt rất là đẹp. Khi mà chiếc cân khởi động, nếu như nó chuyển thành màu xanh lá cây đậm, có nghĩa là nằm trong vòng an toàn, chúng ta sẽ chiến thắng. Còn nếu chuyển sang màu đỏ rực lửa, màu đỏ cuồng nhiệt, màu đỏ nồng nàn thì xem như chúng ta ra về. Và hai bạn nhìn lên đây cái đồng hồ điện tử. Thôi em không nhìn. Em đâu. Muốn nhìn khán giả được không? Đồng hồ điện tử này sẽ thể hiện cái sai số của các bạn nha. Yeah. Bây giờ muốn nhìn khán giả cũng được. Yeah. Đã, nếu như thấy khán giả mà vỗ tay rầm 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 la hét ầm sầm á thì có nghĩa là các bạn đã chiến thắng. Yeah. Còn nếu như mà khán giả mà cũng vỗ tay rầm 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 mà la hét ầm sầm á là mình thua. Nhiều khi khán giả quánh lừa cảm giác của mình đó, hiểu không? Thử xem sao nha. 1 2 2 rưỡi 299 và bắt đầu. Trời ơi, khán giả cũng la kìa, khán giả cũng vỗ tay kìa. Thấy không, tôi nói mà, khán giả vỗ tay ủng hộ chứ nhiều khi chưa chắc là mình sẽ thắng đâu. Các bạn nhìn con số kia, một con số thật là khủng khiếp. Một con số thiệt là ấn tượng. 11 kg 3. Em biết trước số phận của mình rồi. Như thế là chúng ta đã vượt mất đi những sản phẩm giá trị này rồi. Thôi không sao cả, bây giờ mình hãy dành tinh thần để mình cổ vũ cho đội Hoàng Hảo, để xem đội Hoàng Hảo lên cân như thế nào nha. Chúng ta đến với phần lên cân của đội Hoàng Hảo. Kính thưa quý vị, nếu như lúc nãy đội Tí Hon chúng tôi yêu cầu mang về 52 kg bị lố tới 11,3 kg, là tổng trọng lượng các bạn ấy mang về là 63,3 kg. Còn bây giờ là đến đội Hoàng Hảo, chúng tôi yêu cầu các bạn mang về 45 kg. Các bạn mang về không nhiều, tôi nhìn thấy chỉ có một vài món sản phẩm thôi, nhưng mà không biết rằng các bạn có nghĩ rằng nó có vượt quá số ký quy định như cái đội Tí Hon hồi nãy hay không? Em nghĩ là mình vượt nghĩ khoảng 10 kg. Có quá nhưng mà không có nhiều. Mình nghĩ khoảng 5 kg. Tại vì mình kêu anh chọn cái tủ lạnh này, nhưng mà anh lại chọn cái tủ lạnh này. Thì lý do mình phải chọn cái tủ lạnh khác mà mình lại sơ xuất mà không nhìn thấy. À, đó. Hai cái tủ lạnh khác nhãn hiệu nhau. Mình cũng hay mua sắm nên mình cũng để ý. Đúng là đây là một cái sự sai lầm, đúng không ạ? Nếu như cái tủ lạnh này á thì mình nghĩ rằng nó chừng bao nhiêu đó ký, nhưng mà anh Khoa là chọn tủ lạnh bên kia, có thể là nó nặng hơn tới 10 kg. Mình nghĩ chắc khoảng 5-6 kg gì vậy. Chắc khoảng 5-6 kg gì đó. Nào chúng ta cùng đếm nha. 1 2 3 bắt đầu khởi động.
Rồi. 11.8 kg. Trời ơi. Còn lố tai hơn đội tiếng hon nữa. Chúng tôi yêu cầu các bạn mang về 45 kg. Các bạn đã mang về tất cả là 56.8 kg. Rất tiếc các bạn cũng đã không chiến thắng ở vòng thi này. Mời cả hai đội chúng ta cùng tiến lên phía trước nhận phần quà của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, kết thúc vòng thi này thì cả hai đội chơi chúng ta tuy là không có những phần quà giá trị hấp dẫn như các bạn đã lựa chọn, nhưng mà chúng tôi cũng có những phần quà dành tặng cho các bạn. Xem như đây là một lời cảm ơn, một kỷ niệm của các bạn đối với chương trình. Với đội Tí Hon, chúng tôi có những phần quà như sau: một bình lọc nước Caribbean, một bàn ủi Golson, một chậu chống dính, thêm một cái chậu chống dính nữa, hai cái cho dễ chia. Một vali Travosia size L, hai túi bột giặt Omo, hai chai dầu đậu nành Dixie, hai lốc trà bí đao và một thùng phở bò. Đó là phần quà dành tặng cho đội Tí Hon. Vâng, và phần quà dành cho đội Hoàn Hảo như sau: một đầu DVD thương hiệu Wow, một bộ nồi hộp kim nhôm, một bộ lau nhà xoay tay 360 độ, hai túi bịch bột giặt Dixie, hai chai dầu đậu nành Dixie, hai kiện hạt nêm Dixie, một kiện đánh răng Bixi, hai lốc chả bí đao và một thùng phở gà Bixi. Đó là những phần quà mà chương trình dành tặng cho hai đội chơi. Thế còn những quý vị khán giả còn lại, nếu như quý vị khán giả muốn nhận những phần quà dễ thương hấp dẫn như thế này thì hãy đến với Chiếc Cân May Mắn ở những chương trình lần sau nha. Chương trình Chiếc Cân May Mắn với sự tài trợ của hệ thống siêu thị Bixi giá rẻ cho mọi nhà đến đây cũng đã kết thúc rồi. Quý vị hãy nhớ rằng Chiếc Cân May Mắn được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Today TV. Còn bây giờ Quốc Dũng cùng với anh Đại Nghĩa và bốn người chơi xin chào và hẹn gặp lại. Hệ thống siêu thị Bixi hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.